Chè con. Chè. Chè mèo ơi. Chè chè. Chè con. Chè 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 chè. Chạy vô vô chạy con vô rồi hay quá chạy nữa chạy nữa chạy nữa vâng toàn tổng hơi lượt tiểu thi sức khỏe được bao lần chạy không chạy con 47 con không nhập ta nó được có 100 cam số đủ 47 không nhập đi 47 có thu đông ủa mấy bạn có nhịp thu đông mười một sáu thứ nhất chồng chiếm cái số đủ chí là tiếp tục chồng chiếm sau là chiếm còn lại xin lỗi khó mười một mất tập trung là có lắc bốn mươi bảy có lợi nhịp bốn mươi bảy có lợi nhịp không một bài chuỗi chiếm nhắc nhở là hai lần không một chuỗi chiếm mình mười một lần tiếp tục mất tập trung lắc lắc sợ sợ con bốn bài vẫn chiếm thu đông trăm chiếm thắng sáu là cả chứ nào chưa thủ lắc không bài sao nè lắc nhanh chế con tăng nhịp độ lên không có chuyện với đâu còn một nhịp mất tập trung để đi để đi và thời giá là tài quá hơn 2 phụ quân dụng tối là nhân định nhờ tư cả con ba ba nó đã tiếp tục phòng nhịp mất tập trung gấp dần mà rồi vô đi vô đi chỉ vô chỉ vô chỉ vô lật vô lật vô giọng hay quá lật vô không buồn có rừng Việt Nam nghề nhắn lưu ý chúng ta nói chúng ta sẽ có dài phù lực tiền trẻ vang 300 nghìn đồng để đi buổi mới lại có lời nhịp kem xu lục lật rồi tốc rồi ở biên mà đánh như vậy là quá tốc chúng tôi sẽ chậm từ 2 đến 5 phút và đến 2 phút chiếm còn lại chúng tôi sẽ cắt giờ chúng tôi sẽ cống cắt giữa 2 phút 3 cái sao cỏ giáo xe không có chim chơi tiếp đi dữ quá mà rửa lật đi con kia né rồi con 11 né nó rồi 11 trăm chiếm cam xô rồi không có chuyện với nó còn nhịp xô rồi nó tới góc nó 76 còn một nhịp xô rồi nó thấu vô mặt nó biểu rằng mà tạm mới có đôi đọc cùi xuống nhưng mà chưa xì ở đâu chứ tình rồi không tạm không vô vô công vô công vô trái đi đang mạnh đó trái đi con 11 không qua chứ qua là trái đó chứ 36 với nó còn một nhịp mất tập trung vô công
Vô con. 11 lệnh tỏ một nhịp xuôi ngày mai coi mai rồi. Vô. Nhân thì nếu không ba sáu vô có xiên lúc ăn. Vô. Có thời gian là tại con hơn 2 phút của chim là bỏ lò ra. Anh em mình đang đi quán sạc thấy rất là không bài sạc lắm trầm hướng xóa với chúng ta nha. Không nhảy nữa. Ra vô đây không bài sạc còn nhiều xuôi rồi. Để không? Để. Hiện tại chiếm đáng rất là điều nào. Quý nam nghệ nhân lấy chiếm thì cần lơ một nhịp hoặc lớn một nhịp rất nhanh hoặc mất tập trong một nhịp rất nhanh nguy cơ rất cao. Để không? Để không? Hai không? Hãy dùng được rồi, đó hiểu rồi, hãy bắt luôn. Không đâu. Hai con bắt cặp giá con từ xưa đến bây giờ. Tạo 51 kìa. Nhưng mà từ xưa luôn rồi, tao thấy mày thấy cái đó. Hai con bộ nó nhận giá con. Đó chứ con mau chậm lại là biết liền mà. Vì nam nghề nhận lưu ý, nếu tất cả những thi đấu đông vui cũng đã chậm đến thắng sắp vào vòng 1. Vì nam nghề nhận lưu ý bằng đây này. Đó, không bốn đấu. Có giọng rồi đó. Không bốn đấu đâu. Nó đấu ba mặt lòng. Không bốn đấu. Và như đang bằng thầy quán sản là 954 là chim đạp nắng nhiều nhất trong sổ phổ của chim đang thi đấu mời con đấy nha. Chậm hơn. Mình lên nắng nhiều, mình xuống thì mình cầm chim bên cạnh chim lại thì nguy cơ của mình rất cao. Thôi chốt 3 phút 29 giây rồi, 30 giây rồi. Thời gian hiện tại có 3 phút. Nếu chiếm chưa rồi chúng ta sẽ chậm hết 5 phút. Rõ rồi. Đánh chập đuối quá rồi trong cái dở. Mười chín ngày thôi. 19 coi điểm chậm thôi. 54 cái đôi tỏ lớn một nhịp rất nhanh. Đâu chốt. Chúng ta hiểu lớn và lớn là khác nhau. Lớn chúng ta chỉ cần lên lớn được 2 giây. Chúng ta sẽ tỉnh là 1 nhịp lớn. Chúng ta 1 nhịp lớn chúng ta sẽ tỉnh từ 1 giây ra đây. Đâu chốt cho đâu thì rõ ràng rồi. Thời gian là trải qua được 4 phút. Bằng con thời gian cho cả chủ nhịp này. Bắt bộ nhìn biết liền mà, 54 tới 2 lần thôi, 3 lần thôi. 54 nó còn lúc chưa. Đó, nó chậm 3 lần rồi. Rất tuyệt cho chủ chiếm 54. Chiếm đều quá, 54 chậm nhịp thì 54 thua. 80 nó còn 1 nhịp lên nữa rồi. Và thời gian đã có 30 giây, tất cả đồng tay, nghĩ chưa? Mà nếu như quá 2 phút chiếm quá rõ ràng thì chúng tôi có quyền cắt giờ. Xin thể hiện của các vị giám khảo. Vòng chung kết nhất nhì đồng hàng ba bắt đầu. Chế không? Chế. Chế mèo ơi. Chế. Chế không? Chế. Chạy vô chạy con vô. Rồi hay quá. Chúc tân thủ tiêm thân bố danh 300k tiền tiền chạy vào.
Trái nữa, trái nữa, trái nữa. Lại mặc là chủ tiệm quy tín. Trái nữa. Bả chạy luôn, bả chạy. Trái nữa, trái nữa. Trái nữa, trái nữa. Trái nữa, trái nữa. Vô, vô câu. Vô câu. Vì nó nhảy quen bốn góc á, nên nó hay nhảy kiểu đó. Đi đều bốn góc mà. Đi đều bốn góc. Đánh hai mặt lòng hay quá Hiền. Trái tiếp không? Trái không? Thời gian còn 10 giây. Trái không? Thời gian đã trải qua 2 phút và có tiếng quá rõ ràng, chúng tôi xin kết thúc vòng chung kết này.